Chào tất cả mọi người và các bạn nha. Bữa nay mình quay cái chiếc xe cuốc phần ngắn bánh gạo rất là to nha. Hitachi Cở các bạn, đắt đổ lên cái nền nhà nè các bạn. Đắt này là đắt sình, nó còn ướt nha. EX150 nha các bạn. Múc anh để lên mặt cái nền nhà nè các bạn. Người ta đổ móng rồi nè các bạn. Cấp các bạn, múc ở dưới mương nó lên một cấp rồi lên trên bờ này múc để lên đó một cấp nữa, bắt cái này rất là đúng nha, xịt ngon lắm các bạn, đi không có cái biến dáng chút lúc nào. Sát đó rồi nữa nó leo lên trên, nó múc bánh gạo lên tiếp nữa các bạn. Cái này chắc để cho khô mới múc được nữa các bạn. Giờ cần ra rất là dài nha các bạn, để quào đất ở dưới kia, ở dưới cái mương má múc lên các bạn, để lên trên quay quào để lên các bạn. Cái gạo rất là to nha các bạn. Cô chú anh chị nào mà có cần múc đất mà làm nhà hay là múc ao gì á thì hãy liên hệ với anh tài xế này nha, số điện thoại mình để dưới cái đường video mô tả các bạn. Dài ghê chưa. Thank you.
lâu rồi chưa. Thank you.
sát vô để lúc. Thank you.